Rồi, em xin chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị em ạ. Cả nhà ơi, nhà em có cái món chả. Bây giờ rảnh rỗi lại dán lên ăn. Ăn hay ăn với cả ăn chơi thế. Bọn trẻ con chấm tương ăn vã vậy thôi. Cho em vô nắng con. Chị Hương đang đạo diễn cái món chả rán. Khi nãy trời đồng mưa thế nào, hốt nó hết cả hơi. Bây giờ thấy nắng em lại phải cào ra một chút rồi, mình chẳng cào hết ra nữa đi. Cào ra này hốt vào mệt lắm. Tiếc cái nắng thì phơi vậy thôi. Nãy phơi cổng bên nhà anh hàng xóm này, cổng nhà em này, sân trên bà, sân nhà em. Ôi, tường này nữa. Hốt cho được đúng nào. Bỏ hơi tay ra. May trời động mưa sớm thế nào, giờ mới được nghỉ sớm. Cũng đình quạt nữa, nhưng em có một mẻ nữa ở trên ông nội á. Khô rồi, bây giờ để tí nữa hai mẹ con kéo về để quạt. Quạt sạch sẽ cho hết bụi, hết bặm đi. Rồi đổ vào trong thùng để ăn cả năm. Chứ không mà làm không kỹ là nó bị mọt á. Thế một tí nữa mới làm, bây giờ hiện tại này cứ nắng lại thôi. Mệt lắm chưa làm được. Đây, có nhà lọ ra. Con. Con chi đây? Hỏi anh đây. Đấy. Cuộn cơm á? Bữa nay nó còn cuộn cơm ăn nữa chứ. Cái lá này hết chưa? Con còn lá con ạ. Chà, lá kim. Lá này cuộn cơm ngon lắm. Người lớn thích nhà trẻ con. Đợt đi lấy ngoài gì ngoan về đấy. Thì ngoan cho bé Thảo về để ăn rành rành. Con rán thêm ít trứng nữa. Rán thêm trứng là cuộn đi ngon. Chứ cuộn không cái đấy thì cuộn cái bé thôi. Cuộn như kiểu mấy miếng? Hai miếng nữa. Cuộn cho mẹ và em Thảo với. Mẹ Thảo ăn cơm cuộn không? Mẹ cháu buộc cho ba cái ngà một tí thì cứ sụ sạc ra. Con đi đâu ấy? Đứng lên. Máy gạo cho mẹ không? Hả? Ôi, để mẹ Nga tự máy được ấy. Chẳng biết gì cứ ngồi nhoi nhói đấy. Rồi đi lại ăn cơm. Ăn cơm mẹ chị. Đây cuộn đi lên em ăn. Cơm trưa nhà em ăn chưa, dọn hẳn quáng đấy đấy này. Trời ơi, bát của chị Hương chị ăn cái kiểu nấy. Nắng con cuộn chứ ánh cho nên con. Ừ? Cắt ra một cuộn nhánh là ngon à. Dại thế. Cơm dưới hổng. Chưa không ăn. Thế nên bây giờ lại ăn đầy bát thế này đây. Đây là suất của em Thảo không? Mấy anh mấy chị chia đều đấy. Cũng hân nóng lắm em chưa ăn được con ạ. Thảo ơi, chị chia cho em được có 4 miếng. Ăn hết cái tô đi nữa thì chắc đến chiều lốn không phải ăn cơm tối nữa. Con số, con cái nén ăn không? Con cái nén, ăn nó có. Bạn đây đang dỗi vậy. Nhà này anh toàn cuốn nguyên một đĩa cơm. Là đưa ra đây cho mẹ em Thảo đây, anh ăn rồi. Ngon chưa, mẹ bảo rán thêm trứng mà không rán thì ăn mỗi cái chả gì. Dạ, em mời mọi người ăn cơm cuộn với hai mẹ con em. Con ăn. Bạn mới uống sữa nhưng mà chưa muốn ăn. Mẹ ăn nhá. Con ăn cái này đấy. Không ăn. Thì tí ngồi ăn này. Thằng Thảo mà rán trứng ạ. Nó xé lá nhỏ từng tí một dao mà rán trứng. Một tí cơm, một tí trứng mới lại cuồn một tí lá kim mà bạn ăn được nhiều lắm. Cái lá này ai cũng thích ăn. Mình người lớn còn thích ăn nữa là trẻ con. Chưa ăn vội vàng á, thế là no làm lúa trời sấm inh inh ấy. Thế làm suốt từ trưa đến giờ luôn, thế là đói, giờ phải ăn tiếp. Ăn xong rồi hai mẹ con giờ phải quạt
chỗ đấy là phải 4-5 tà múa nữa đấy. Và phơi khô khén để trên ông nồi rồi, tí nữa hai mẹ con kéo về rồi quạt cho nó sạch sẽ để đổ thùng nữa. Ăn cái này ngon. Chị ăn 3 miếng là chán rồi, mà trẻ con ăn được nhiều. Cơm canh khi chưa, cá khi chưa, ăn ăn còn này, úp này đây chưa cất. Ăn xong rồi cất luôn. Có năng tỉ chỉ xuất là cho uống sữa này. Thôi, ăn ngon lắm. Nó đây này. Nắng này chỉ uống nước là nhiều. Thì ăn hoa quả, có quả vải hay quả dưa hấu cái gì đấy bỏ trong tủ ăn thì mát ruột là thích thôi, chứ giờ chẳng thích ăn cái gì nóng nữa cả. Ăn gì? Ơi ăn đâu rồi? Tay đẹp đấy á. Múa đây, múa, giơ tay lên múa. Tay bàn tay của em đây, giơ cao lên, giơ cao lên. Bạn biết múa nhưng bạn không múa ở dưới này, bạn không biết giơ tay lên đi múa. Giơ lên. Cái Thảo sáng nay đi tổng kết rồi thầy. Cô đang trêu bảo bé Thảo tí được giấy khen. Bé Thảo đi học 9 tháng mà may được 3 tháng. Xong rồi nó khóc nhè nhiều hơn là đi chơi. Tí mà được giấy khen nhỉ. Giờ đấy là bây giờ nên nó chỉ hướng nhé, để mẹ anh Toàn đi đẩy lúa thì ta quạt lúa một chiều mất. Cũng phải quạt mấy tiếng đồng hồ mới xong được, tại vì cũng nhiều. Đi. Trời đang sấm ình ình, hai mẹ con em đi chở lúa về quạt. Con bò vàng ấy thúa. Con bò vàng ấy thúa. Anh tranh thủ quạt nó cả nhà. Bây giờ người ta làm một cái quạt lúa bằng tôn này, rất là tiện. Mà này này nó trơn nên chảy rất là nhanh nhé. Quạt một tí là được một chậu lúa. Lúa quạt đi rồi sạch tinh như thế này để ăn mới được lâu, không sợ mọt. Nếu mà để vậy không quạt á thì nó mau bụi mau mọt lắm. Sáng đến giờ em quạt được 2 vanh lúa ở đây này. Nó ăn chưa xong. Chắc phải 3 vanh mới hết. Nó còn 2, 4, 6, 7 bì nữa. 7 bì nữa mới hết một mẻ lúa cả nhà ạ. Cả nhà, thế này em quạt xong lúa má rồi được một mẻ thôi, thế là còn phơi 2 mẻ ngoài sân ngoài ngõ nữa. Bây giờ thím nấu cơm, thím làm thì gà và nên ăn cơm, thì bây giờ cả nhà nên ăn cơm. Anh Toàn xào thịt bò với mẹ nấu canh mướp ở nhà rồi á, nhưng tôi thím gọi nên ăn, thì có mấy đứa cháu ở trong gia này về nữa cho vui, thế về nên ăn nữa. Để ăn cơm em không? Ui ăn em, cháu ăn chờ. Cô tí đang chuẩn bị máy móc để phục vụ mùa màng. Đi cơ. Em Thảo. Ôi, trái được đi được người. Rửa tay rửa mặt cho mát đi. Này, hai rửa tay này. Hai tay rửa đây. Hai tay kì đi. Kì cho sạch tay đây. Ít kì đi cơ. Đi con, mẹ bồng lên cơ. Đi, 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 đi. Ui, tạm. Cháu đi lên bàn nấu em cơm thịt gà đây. Để em ăn cơm này khi tối à, mấy đứa cháu về từ tối hôm qua đến giờ mới được ăn cơm, thế bẩn không vội vàng cho nó ăn sớm. Mọi người ăn cơm nhá. Ăn cánh không? Ăn cánh. À, cho ăn canh. Tưởng đòi ăn cánh gà. Hôm mai mẹ Thanh ăn cơm không? Hai đứa. Nhím. Còn trẻ con còn đang ngại. Hai đứa cháu gái kia, bác Quý đang sửa máy, tí bác lên kể bác cái tí bác lên.
Phú Quý từ nay trở đi rất là bận đấy. Tranh thủ đi đập ruộng chứ không có mấy hôm nữa người ta mở nước xuống là đập không kịp. Ăn cơm xong về nghỉ có một tí là phải đi ngay. Xe ai mà đi đó lắm? Xe chị Thảo. Xe chị Thảo đang con này đi. Mà con mượn đâu? Đấy. Gái ra nai xấu hổ. Hai đứa cháu con cô ở trong ra nai với về lúc sáng ấy, để mà xuống với mở mà nằm chơi cho mát. Rồi chung chị Thảo. Hả? À. Đua xem đứa nào đi nhanh hơn. Anh Toàn đang chuẩn bị quạt núm buổi chiều cho mẹ này. Dạ thế thôi cả nhà ơi. Cũng chiều rồi giờ em phải làm ló đây. Cũng mà im đến đâu thì mình làm đến đấy chứ không có để đến nó tối hẳn nên im hẳn thì sợ lắm, lúc nó đổ mưa mình chạy không kịp. Thế là nó cứ mát đến đâu là em cào dồn vào đến đấy nên khi làm nó cũng nhanh cũng nhạt. Dạ thôi thế em xin dừng video tại đây. Hẹn gặp mọi người lại những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn ủng hộ kênh cho gia đình nha. Dạ hẹn gặp mọi người lại những video tiếp theo.